Cần tây không phải mua giống các bạn nhé. Các bạn mua vài cây về ăn xong là cắm nó xuống đất. Không phải mua giống, không phải trồng nhiều. Hành này cũng vậy. Các bạn ăn cái phần trên, còn cái phần dưới đem cắm đất đây. Cắm đất trồng. Đâu phải đi mua giống trồng. Rồi nó ra hoa này. Ra hoa nó lại rơi xuống, nó lại mọc này. Đang ra hoa đây. Mỗi năm đến mùa nó đang ra hoa. Và bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh. Sau khi tưới cái nước rỉ rác vào, bạn nào phát triển mạnh. Và cái cây này đang ra hoa nhé. Cây cúc đang ra hoa nhiều sâu lắm. Thế bây giờ là tiếp tục phát sâu thì lại ra một đợt mầm nữa. Thế ra hoa thì ra quả thì lại tự rơi xuống nhá. Rơi xuống xong lại tự mọc nhá. Đây cái cây bên này này là tự mọc này. Đấy, mọc. Không biết hạt rơi xuống từ bao giờ, giờ tự mọc ở trong vườn này. Cứ cây nó ra hoa nó rơi xuống nó lại tự mọc trong vườn. Đây này. Cây cây ngò gai, cây gì rau. Sau này này, rau ngò gai miền Nam gọi cây rau ngò gai, ngoài Bắc gọi là cây gì nhỉ? Mùi tàu. Tự dưng thấy mọc một loạt này. Đó. Một loạt cây con nữa này. Đấy. Thôi cứ để các bạn này mọc ở đây xong là ra hoa xong lại rụng xuống. Cứ mọc lên xong ra hoa lại rụng xuống, rau mùi cũng thế nhá. Năm nay ra hoa này. Để cho mấy bạn này ra hoa xong là tự rụng xuống sang năm tự mà mọc lên nhá. Không ai mà đi trồng đi gieo đâu. Đây cây này tự mọc từ bao giờ. Hoa rơi xuống tự mọc. Cái năm nay đang phấn chấn với lại cây cải song này, sang năm là cứ lắt lay ở đây sống nhá. Sống kiểu nhẹ nhàng ấy. Cái xong là sang năm đỡ phải đi mua giống. Cái cây này cái sức sống nó mãnh liệt vô cùng. Vô cùng mãnh liệt. Cái cây rau này cũng thế. Mỗi lần ăn là cắt tận gốc. Để cho nó phát triển ở mức vừa phải, không cho nó phát triển mạnh. Cắt tận gốc xong bỏ bớt gốc đi sẽ ăn cái phần ngọn.